Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh W2W Anime. Như các cậu đã biết, năm 2019 vừa qua là năm kỷ niệm 20 năm anime One Piece được lên sóng. Để kỷ niệm ngày đặc biệt ấy, Oda đã cho ra mắt một tập phim có tựa đề 20th Anniversary Special Romance Dawn. Tập phim chính là kịch bản sơ khai thứ hai của One Piece được Oda viết khi còn khá trẻ, trước khi ra mắt bản chính mà chúng ta biết đến hiện tại. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những điểm đặc biệt của phần Special Romance Dawn so với bản đã ra mắt. Tôi sẽ chỉ tập trung vào những chi tiết trong anime, vì để nói cả manga nữa thì có quá nhiều phần để nói. Lưu ý trong video sẽ spoiler tập 907, nếu các cậu chưa xem tập này thì hãy đi xem ngay nhé. Không để các cậu phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu với video ngay thôi. Let's go! 1. Thay đổi từ nhân vật. Tớ phải công nhận phiên bản Special Romance Dawn rất đẹp, được chăm chút kỹ lưỡng từ màu sắc đến hiệu ứng. Đối với những bạn không biết đây là tập phim đặc biệt, chắc hẳn các cậu sẽ thấy là tại sao tập phim này cứ quái quái thế nào. Ngay vào đầu phim, chúng ta thấy hình ảnh Luffy vẫn là áo đỏ và mũ rơm giống với tạo hình của những tập đầu. Không có gì đặc biệt cho đến khi cậu nhìn thấy hình ảnh Luffy hồi nhỏ. Lúc này, các cậu sẽ tự hỏi, ủa, Shanks đâu? Rất buồn để nói rằng trong phiên bản này, chúng ta không có Shanks tóc đỏ, người truyền cảm hứng cho Luffy. Hoặc có thể có, nhưng Shanks được cải biến thành một nhân vật khác. Vì theo thông tin tớ đọc từ phỏng vấn thì bản ra mắt hiện tại được giữ gần như các nhân vật của bản sơ khai, nên có lẽ ngay từ những kịch bản đầu, Shanks vốn dĩ đã có vai trò của mình rồi. Tiếp theo, chúng ta đi sâu hơn vào nhân vật Luffy. Đầu tiên, ngoại hình Luffy thay đổi so với phiên bản hiện tại. Luffy của phiên bản Special Romance Dawn nhìn có phần hiền và nhút nhát hơn. Chưa kể trên mặt còn không có vết sẹo nghịch dại nữa. Cá nhân tớ thì không quá thích tạo hình này của Luffy vì nó khiến Lu mất đi chất cá tính mạnh mẽ của một hải tặc. Nhưng tạo hình này lại rất hợp lý với tính cách của Luffy phiên bản Special Romance Dawn, vì trong phiên bản này, Luffy của chúng ta thay đổi rất nhiều. Như bản đã ra mắt, các cậu sẽ thấy, từ nhỏ, Luffy đã rất nhiệt huyết về việc trở thành hải tặc, thích là nhích luôn. Lu rất ít thể hiện mình sợ hãi hay lo lắng, mà tớ rất quyết tâm đặt mục tiêu. Ngay cả sau khi ăn trái ác quỷ và mất khả năng bơi, cậu vẫn không hề nói một câu từ bỏ. Vậy mà Luffy trong phiên bản này luôn tỏ vẻ hải tặc chẳng có gì vui để che giấu việc cậu thích ra biển phiêu lưu. Ngay sau khi ăn trái ác quỷ và mất khả năng bơi lội, cậu lập tức khóc và nói cậu muốn làm hải tặc nhưng sợ bản thân không làm nổi. Đến đây tớ thấy nếu Oda mà giữ phiên bản Luffy này thì chắc chúng ta sẽ có một nhân vật chính khá là đa cảm đây. Như vậy, có lẽ sẽ mất đi màu sắc của một Luffy cứng đầu, kiên trì, đầy động lực mà chúng ta yêu thích. Đó là sự thay đổi khi Luffy hồi nhỏ. Sự thay đổi tiếp theo khi Luffy lớn lên đó là chúng ta có lẽ đã không có băng mũ rơm. Trong phiên bản Special Romance Dawn, Luffy ra khơi với ý định tìm và gia nhập hải tặc Peaceman thay vì tự lập băng hải tặc như phiên bản hiện tại. Nói đến đây tớ bắt đầu nghĩ, vậy các thành viên băng mũ rơm sẽ ra sao? Có lẽ là được giữ nguyên với vai trò là đồng đội cùng băng, hoặc cũng có thể được cải biến thành một nhân vật khác. Dù có xuất hiện hay không, nhưng chỉ cần nghĩ chúng ta không có băng mũ rơm nữa thì tớ cảm thấy may mắn vì phiên bản này không được chọn là bản để ra mắt. Ngoài những đặc điểm trên, Luffy ở bản Special Romance Dawn còn có vẻ như biết xem xét tình huống rồi mới giúp đỡ, trái biệt hoàn toàn với Luffy hiện tại. Chỉ cần nói, Luffy sẽ giúp người đó hết mình dù có trải qua bao khó khăn. Đó mới là điểm mà chúng ta yêu quý ở Luffy. Nhưng Luffy có Special Romance Dawn, khi người gặp khó khăn nói rằng làm ơn giúp tôi thì cậu bỏ đi và nói mệt lắm. Tất nhiên là sau đó Luffy vẫn giúp, nhưng có vẻ như Luffy ở phiên bản này lành lợi hơn Luffy mà chúng ta biết. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy người khác gặp khó khăn thực sự, cậu mới giúp đỡ. Tuy nhiên cũng có điểm cộng khi Luffy ở bản Special Romance Dawn, vì cậu xem xét khả năng rồi mới giúp đỡ người khác, sẽ tránh được việc giúp đỡ sai người. Chưa kể, cách hành động cũng có phần chín chắn và tính toán hơn. Cũng như bản đã ra mắt, Luffy vẫn mang nhiệt huyết với mục đích mình đã đề ra. Tuy có khác là không to mồm nói ra sẽ là vua hải tặc, nhưng năng lượng và sự quyết tâm thì vẫn có. Nhưng nói gì thì nói, tớ vẫn thích tính cách của Luffy hiện tại hơn. Có một sự thật khá nhỏ là trong Special Romance Dawn, Lu không có vết sẹo, nhưng nếu các cậu soi kỹ thì vẫn có cảnh vết sẹo của Lu xuất hiện. À, ngoài ra, ở phần cuối phim, chúng ta có nghe được câu nhiều năm sau, một đoàn hải tặc có tên là Mũ Rơm ra đời. Câu nói này được cho là ẩn ý về việc sau khi có bản Special Romance Dawn, một năm sau đó, Oda đã thay đổi cốt truyện và cho ra được One Piece ngày hôm nay. Nhân vật được thay đổi tiếp theo là nhân vật bẻ lái một cách chóng mặt, đó là Garp, ông của Lu. Sau khi xem xong tập phim thì tớ có đọc những bình luận cả của Việt Nam và nước ngoài thì có tới 80-90% không thích hình tượng này của Garp, và tớ cũng thuộc trong số phần trăm này. Trái ngược với hình tượng hải quân đầy nam tính như Sugar Daddy của Monkey D. Garp hiện tại, Garp tại Special Romance Dawn nhìn lại có phần trẻ trâu trong hình tượng hải tặc. Đúng là có tưởng tượng như thế nào, tớ cũng không ngờ Garp hiện tại của chúng ta đã từng suýt làm hải tặc. Chưa kể, ông còn là người truyền cảm hứng cho Lu thay vì Shanks như chúng ta được thấy hiện tại. Các trong bản này, cũng như các hải tặc bình thường, chuyên đi phiêu lưu tìm kiếm kho báu. Tuy nhiên, khác ở một chỗ, ông là một Peaceman. Tiếc là trong thời lượng một tập, chúng ta không được thấy Garp thể hiện vai trò của một Peaceman như thế nào. Điều này làm tớ khá tò mò. Nếu Garp mang hình tượng của một hải tặc yêu mến và trân trọng biển cả, thì Shanks lại cho thấy hình tượng một hải tặc phóng khoáng, tự do và trân trọng bạn bè đồng đội. Shanks truyền cảm hứng cho Luffy về tận hưởng cuộc sống đầy thú vị, cùng đồng đội khám phá thế giới. Còn Garp thì truyền cảm hứng về sự phiêu lưu của biển cả, tuy nhiên lại không nổi bật được tình đồng đội. Người truyền cảm hứng chính là cội nguồn xây dựng lý tưởng cho Luffy. Vậy nên, chúng ta có thể thấy lý do Luffy thay đổi một chút về tính cách tại Special Romance Dawn. Đó là so sánh về phương diện vai trò truyền cảm hứng của nhân vật. Còn để so sánh giữa Garp của Special Romance Dawn và Garp hiện tại thì Garp có vẻ hiền hơn. Cách ông lo lắng và an ủi Luffy lúc cậu ăn trái ác quỷ là một hình tượng chưa bao giờ thấy, thậm chí nó còn có vẻ sai sai. Chắc tại tớ quá quen với mấy cảnh đấu đá của hai ông cháu nhà này rồi. Ngoài ra thì tình cảm Garp dành cho Luffy là có và được thể hiện rất rõ. Garp nhẹ nhàng lúc cần và cũng có sự cứng rắn đối với Luffy, đây có thể được coi là điểm cộng. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng ta không được thấy một Luffy sợ hãi cho Garp, cậu thậm chí còn dám giơ chân đá thẳng vào mặt ông. Nếu là phiên bản hiện tại thì Luffy hồi nhỏ làm gì có cửa mà động được vào Garp, chạy chết còn không kịp. Tuy nhiên, cũng khá thú vị khi có thể nhìn thấy Garp và Luffy thể hiện tình thương giữa ông và cháu. Tất nhiên là trong bản hiện tại cũng có, nhưng Monkey D. Garp lại vô cùng cứng rắn và thể hiện tình cảm theo một cách khác. Cũng chính vì vậy, Garp bản hiện tại nổi bật hơn rất nhiều. Tớ thực sự ám ảnh bởi hình ảnh của Garp trong cảnh S sắp bị xử tử. Ông nói, tôi không có sự thương cảm cho cái ác, nhưng đối với gia đình thì tôi có. Dù sao với vai trò là một người ông, cả Garp ở Special Romance Dawn hay Garp ở bản hiện tại đều đặc biệt theo cách riêng. Tớ cũng muốn được thấy hình ảnh người ông của Garp tại Special Romance Dawn thêm một chút. Chỉ tiếc là do tập phim quá ngắn nên chưa lột tả được hết. Có lẽ nếu Oda chọn đây là bản ra mắt thì Garp sẽ được thể hiện tốt hơn. Tiếp theo là về sự xuất hiện của các nhân vật khác. Đầu tiên phải kể đến cô gái tóc xanh xuất hiện từ đầu phim tới cuối phim có tên là Ann. Cùng với cô là Bloom, là loài sinh vật mang ma thuật mạnh mẽ và quý hiếm. Ann và Bloom làm tớ liên tưởng đến Vivi. Ann là cô gái rất dũng cảm và rất trân trọng bạn bè. Cô liều mạng để cứu Bloom, người bạn quý giá nhất của cô. Ngoài ra, theo Oda thì Ann là bản thử nghiệm thứ hai của Nami. Cũng như Nami, cô mang một chút sự tinh nghịch, kèm theo đó là câu chuyện về quê hương bị hải tặc tàn phá giống như Nami. Ngay trong tập phim, chúng ta có thể thấy Ann không hề có ý định tham gia phiêu lưu cùng Luffy. Vậy nên chúng ta càng chắc chắn hơn việc trong bản Special Romance Dawn bằng mũ rơm chưa chắc đã xuất hiện. Ngoài ra thì các cậu có để ý, trong anime, cô cũng được lồng tiếng bởi diễn viên lồng tiếng cho Nami đấy. Ngoài Ann thì chúng ta còn có nhân vật phản diện có tên là Spell lục giác. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, hắn đã bị Luffy chê bộ tóc màu mè và kỳ cục. Đoạn này làm tớ nhớ đến lần Luffy chê mũi của Buggy. Thực ra, Spear có được xuất hiện trong One Piece bản hiện tại, nhưng chỉ được xuất hiện trong giấy truy nã, được lướt qua trong vài tập. Tớ cũng khá ấn tượng bởi khả năng, hoặc còn gọi là phép thuật của Spell. Hắn có thể cưỡi chổi bay, di chuyển đồ vật hay người bằng lực tia màu tím. Ngoài ra, hắn còn có thể triệu hồi vũ khí như búa, vân vân và mây mây. Tính ra thì năng lực này khá mạnh đấy chứ. Cơ mà rơi vào tay kẻ ngáo như Spell thì cảm giác không được thể hiện tốt cho lắm. Tuy nhiên, tớ rất mong được thấy thứ gọi là phép thuật này được thể hiện nhiều hơn trong One Piece trong tương lai. Ngoài ra, thì trong anime, thì Spear được lồng tiếng bởi Nagashima Shigeru, cũng là người lồng tiếng cho Brook đấy. 2. Thay đổi về các yếu tố trong phim. Nhân vật thay đổi, tức là cốt truyện cũng sẽ thay đổi. Có lẽ từ đầu, Oda không có ý định biến One Piece là một câu chuyện phiêu lưu đi tìm kho báu, khi mà One Piece không hề được nhắc đến trong bản Special Romance Dawn. Trong phiên bản này, hải tặc có hai loại là Morganear và Peaceman. Morganear là loài hải tặc xấu, chuyên đi cướp bóc vô pháp vô thiên, còn Peaceman chính là những người mạo hiểm đi bắt bọn Morganear. Nghe có vẻ rất giống hải quân, nhưng khi Luffy nói thì Garp là một Peaceman và cậu cũng muốn trở thành Peaceman giống như ông mình. Có vẻ như trong phiên bản này, cuối cùng Garp cũng có thể mãn nguyện khi Luffy trở thành con người như ông mong muốn. Nhưng nếu đã có sự xuất hiện của Peaceman, thì liệu chúng ta có được nhìn thấy lực lượng hải quân mạnh mẽ như One Piece hiện tại không? One Piece có được coi là One Piece không khi mà tên kho báu còn không được nhắc đến? Nghe có vẻ như phiên bản Special Romance Dawn tập trung vào yếu tố chính nghĩa, đối đầu với cái ác hơn là yếu tố phiêu lưu. Sự xuất hiện của hải quân cảm giác có phần thừa thãi khi đã có Peaceman. Ngoài ra thì các thế lực như Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng sẽ có vai trò gì trong phiên bản này? Chưa kể, chúng ta cũng không hề được nghe bất cứ thông tin gì về vua hải tặc. câu nói cửa miệng của Luffy, ta sẽ trở thành vua hải tặc, được thay đổi thành tôi sẽ trở thành Peaceman. Đa phần thì những người xem không quá thích thú về việc phe xấu phe thiện được phân biệt rõ ràng như thế. Trong One Piece hiện tại thì dù là phe nào cũng đều có cái thiện và cái ác đan xen nhau. Đây cũng là điểm khiến One Piece thú vị. Đúng là thật khó để tưởng tượng khi chúng ta đã quá quen với hình ảnh One Piece hiện tại, nhưng phiên bản Special Romance Dawn cũng có điểm cộng, đó là vẫn nổi bật được sự tự do, phóng khoáng của biển cả, đặc biệt ở những cảnh Garp nói với Luffy về việc biển cả tuyệt như nào. Ông cũng nói kho báu quý giá không chỉ có vàng bạc kim cương, kho báu còn có những thứ quý giá hơn rất nhiều. Cảm giác như phiên bản Special Romance Dawn làm rất tốt trong việc nổi bật những ý nghĩa, tình cảm một cách rất nhẹ nhàng. Tất nhiên là bản hiện tại cũng làm được điều đó, nhưng chủ yếu là nhờ sự tác động từ những câu chuyện mang ý nghĩa khác nhau. Ngoài ra thì yếu tố như trái ác quỷ vẫn được xuất hiện, vậy nghĩa là sẽ có những bí ẩn xoay quanh bí ẩn này. Nhìn chung thì cốt lõi về hai thế lực tốt xấu vẫn được giữ nguyên, khao khát làm hải tặc của Luffy cũng vẫn được thể hiện trong phim. Nhưng bản hiện tại, Oda đã biến phần cốt lõi được thể hiện đa dạng hơn, khao khát về ước mơ của Luffy cũng to lớn hơn. Dù sao thì phiên bản Special Romance Dawn cũng rất thú vị khi chúng ta có thể nhìn thấy một hướng truyện khác của One Piece. Nếu như Oda dùng bản này để ra mắt thì sao nhỉ? Oda cũng nói rằng viết những phiên bản sơ khai của One Piece, ông dự tính phim chỉ kéo dài 5 năm, nhưng sau khi One Piece được ra mắt, nó đã đi được chặng đường xa hơn rất nhiều. Oda viết tổng cộng 3 kịch bản khác nhau trước khi chọn ra kịch bản chính cho One Piece. Trong đó thì phiên bản đầu và phiên bản One Piece hiện tại được cho là khá sát. Chỉ riêng phiên bản Special Romance Dawn là đi theo hướng khác. Oda đã từng cho ra tựa manga tuyển tập truyện ngắn của Oda Eiichiro Wanted vào năm 1998. Ý tưởng trong tựa manga này được xuất hiện trước One Piece. Có nhiều chi tiết trong truyện đọc cảm giác rất quen thuộc. Oda đã định cho cả One Piece phiên bản 1 và 2 vào trong tựa truyện này, nhưng do bị giới hạn số trang nên Oda bỏ phiên bản 1 được cho là khá giống One Piece hiện tại, có tên là Romance Dawn Version 1. Special Romance Dawn được giữ lại trong Wanted và được chuyển thành tập anime nhân ngày kỷ niệm 20 năm. Dù có là phiên bản nào thì tôi cũng cảm thấy có điểm đặc biệt và thú vị riêng. Hóa ra, One Piece đã có thể đi theo hướng cốt truyện khác và Garp thì đã suýt thành hải tặc. Và đó là cảm nhận và ý kiến của tớ về sự khác biệt của cốt truyện One Piece. Đây là video chủ yếu mang tính chất giải trí, chứ không có mục đích phân tích hay giải nghĩa. Vì trong quá trình viết One Piece, Oda cũng đã thay đổi cốt truyện rất nhiều lần. Vậy nên, tôi đoán kể cả Special Romance Dawn có ra mắt chính, thì ông cũng sẽ thay đổi nó liên tục thôi. Dù là bản nào thì tôi cũng thấy có sự nổi bật riêng, nhưng Oda chọn ra mắt One Piece với cốt truyện hiện tại thì cũng có lý do chính đáng của nó. Các cậu thấy sao về cốt truyện sơ khai của One Piece? Hãy cùng nhau bàn luận phía bên dưới và đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé. W2W out!